Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 19 tháng 3, các xe đang chạy trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt ngã tư Gò Mây về vòng xoay An Lạc. Khi qua trạm thu phí An Sương, An Lạc, quận Bình Tân, một đoạn có va chạm liên hoàn giữa một xe tải, một ô tô 5 chỗ và một xe khách giường nằm. Trong đó chiếc ô tô 5 chỗ bị biến dạng phần đầu và đuôi, hai xe còn lại cũng hư hỏng. Clip từ camera hành trình gắn trên ô tô 5 chỗ ghi lại cho thấy ô tô này chạy phía sau một xe khách với tốc độ chậm và chuẩn bị dừng thì bị xe tải chạy phía sau tông tới. Xe 5 chỗ bị đẩy lao vào đuôi xe khách. Ô tô 5 chỗ bị kẹp giữa xe tải và xe khách. Bốn người trên ô tô này may mắn thoát nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã đến nơi xử lý hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông qua khu vực. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, xe cứu hộ kéo chiếc ô tô 5 chỗ khỏi hiện trường.